chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay cái chiếc Galaxy A11 hay còn gọi là Galaxy M11. Và lý do tại sao là mình gọi như thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn có thể thấy rồi đó, cái phần hộp thì nó giống như là cái hộp được nhặt ở đâu đó. Đó, sợ thật. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái hộp, nhưng mà chắc chắn là bên trong cái hộp này sẽ không có ốp lưng các bạn nhé. Chỉ có chúng ta là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng thôi. 3,5 triệu các bạn nhé, chính xác là 3,690,000 đó. Về phần phụ kiện thì chiếc máy này nó sẽ không có chúng ta là một cái tai nghe đi kèm, cùng với đó là một cáp sạc Type-C và một củ sạc với công suất tối đa là 15W. Nói chung như thế này là ổn này cho Samsung này. Đây là điều mình thấy khá là bất ngờ với một cái công suất sạc nhanh như thế. Nhìn chung thì mình không biết là từ khi nào một chiếc tai nghe được tặng kèm nó lại trở thành một cái tiêu chuẩn chỉ dành cho những chiếc điện thoại có mức giá dao động từ khoảng là hơn 6 triệu đồng, đặc biệt là đến từ Samsung như thế. Còn Vsmart thì mình không nói đến nha, họ thì họ rất là trau chuốt về cái phần phụ kiện. Điều đó thì thật sự mình thấy là một điểm cộng rất lớn cho Vsmart rồi. Chứ còn về Samsung thì cái tiêu chuẩn của họ khá là cao. Mày bỏ ra 6 triệu thì tao mới cho mày một cái tai nghe để kiểm tra cái độ thính của mày, còn không thì thôi. Về phần mặt trước của chiếc máy này thì một điều lạ lùng mà mình có thể thấy được ở đây đó chính là đối với lại một chiếc Galaxy A31 mức giá khoảng 6,5 triệu thì nó lại có chúng ta là một cái thiết kế giọt nước. Nhưng mà đối với lại một chiếc máy chỉ có 3,5 triệu như là chiếc Galaxy A11 này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình đục lỗ. Đó là một điều mình thấy hơi bị khó hiểu một tí. Tại vì là và xét theo một cái tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng cái màn hình đục lỗ nó sẽ được đánh giá cao hơn một cấp so với lại một cái màn hình giọt nước, đúng không nào? Đó, cho nên là đây một điều mình thấy là hơi khó hiểu từ Samsung. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt trước với kích thước là 6.4 inch. Tuy nhiên thì về cái phần viền nó cực kỳ là dày luôn, dày như là trên cái chiếc iPhone XR các bạn à. Tuy nhiên thì nó sẽ đi theo một cái hướng trông giống với lại Galaxy S10e hơn. Và phần viền dưới này thì chắc chắn rất dày rồi. Về phần mặt trước của chiếc máy này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta là một cái tấm nền TFT. Nhưng mà điều mình thấy được trên này thì nó rất may là nó không có hiện tượng bị đảo màu khi mà chúng ta nghiêng nhìn các góc. Cũng như rằng là nó cũng sẽ có chúng ta là một cái độ phân giải chỉ dừng lại khoảng là HD cộng thôi. Về cái độ rỗ thì rỗ trông thấy luôn, với một cái kích thước màn hình hơn 6 inch như thế này thì độ phân giải HD nó không thể nào cứu cánh được. Thành ra thì về chất lượng hiển thị của chiếc máy này nó chỉ dừng lại ở mức trung bình. Mình cũng không thể hiểu được rằng ở thời điểm hiện tại vẫn có hãng, mà đặc biệt đây là một hãng số 1 thế giới nữa về thị trường smartphone, nhưng mà vẫn trang bị cho trên những thiết bị của mình là một cái tấm nền TFT được xem như là rất lỗi thời rồi. Wow, tệ gì cũng phải được cái màn IPS LCD chứ trời, không thể nào tưởng tượng được các bạn à. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel. Chung quy lại tổng thể cái phần màn hình này thì thật sự là mình không thể nào chấp nhận được về cái chất lượng hiển thị này, chất lượng màu sắc này, cả về cái mặt thiết kế nữa, phần viền khá là dày trong phần khúc giá này. Ở đây thì chúng ta có thể chọn một chiếc Redmi Note 8 hoặc là kể cả là chiếc Realme 5i đi chăng nữa thì nó cũng sẽ cho ra một cái phần thiết kế nó đẹp hơn. 3,7 triệu mà. Hay là các bạn có thể hướng đến những chiếc điện thoại đến từ Vsmart, thậm chí là Vsmart Lite. Nó có chúng ta là một cái tấm nền OLED này có cảm biến vân tay bên trong màn hình này, cùng với đó là một cái phần viền không khuyết tật. Và phần viền của cả cạnh trên và cạnh dưới thì đều rất là mỏng. Tại sao chúng ta không lựa chọn? Và mục đích của Samsung tạo ra cái chiếc điện thoại này để làm gì? Có cạnh tranh được với ai đâu, chả cạnh tranh được với ai cả. Nếu mà gắn với logo Samsung như thế này thì thật sự rằng là thì chỉ có điểm với một cái chiếc điện thoại này thôi. Nói về cái để mà gắn được cái logo của Samsung trên những thiết bị tầm trung hay là giá rẻ như thế này thì mình thấy nó chả xứng đáng như thế nào cả, kiểu làm xấu mặt của Samsung đi. Đã rất là nhiều người lên tiếng rồi. Về cạnh bên của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái khay để lắp thẻ SIM này. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một cái sắc tai nghe 3.5 này, một macro này. Cạnh dưới sẽ là một micro nữa này, rồi là một cổng sạc Type-C này. Ơn trời, may quá không phải là micro USB. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một cái loa ngoài, cụm phím tăng giảm âm lượng và một phím nguồn ở đây. Còn về phần mặt sau của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cụm gồm 3 camera, với camera chính có độ phân giải là 13 megapixel, camera góc rộng sẽ là 5 megapixel và camera đo chiều sâu trường ảnh là 3 megapixel. Được cái thì khâu độ của camera chính trên cái chiếc máy này nó lên tới là 1.8, nên là một điều cũng được xem như là ok. Và chính giữa thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến vân tay. Và cảm biến vân tay này mình thấy rằng là về tốc độ thì cũng khá ổn, cũng như là nó sẽ có một thiết kế là hơi nông chứ không sâu như những hãng smartphone đến từ Trung Quốc. Tổng thể thì cái mặt lưng của cái con này nó lại đi theo giống với lại cái dòng Galaxy M. Tức là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chiếc máy này hình như với một cái thị trường khác đó, khi mà Samsung bán ra thì nó sẽ có tên là Galaxy M11 nữa các bạn à.
Tại vì là thông số của chiếc Galaxy M11 thì nó giống hoàn toàn so với chiếc Galaxy A11 này luôn. Và kể cả là về cái lối thiết kế này chăng nữa, là cái phần mặt lưng nhựa này nó ốp về cái phần mặt trước đây, thì nó cũng rất là giống với lại cái lối thiết kế của dòng Galaxy M. Cho nên thành ra khả năng cao ấy là chiếc Galaxy A11 cũng như rằng là M11 nó là chung. Đó, nó là chung một máy. Tuy nhiên nha, tuy nhiên có một điều các bạn cần phải lưu ý là hình như đối với lại chiếc Galaxy M11 thì nó lại có một phiên bản màu khác, là màu xanh nữa các bạn à. Còn về mức giá khoảng 3.7 triệu thì chúng ta sẽ có là một cái mức RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. So với lại Beats Believe thì chúng ta đã có RAM tới 6GB và bộ nhớ trong là 64GB rồi các bạn à. Chả biết là cái chiếc máy này nó có thể cạnh tranh được với những hãng nào ở trên thị trường này nữa này. Không thể cạnh tranh được với lại một sản phẩm nào cả, thật sự luôn. Xét về thậm chí là những cái chiếc máy 2 triệu rưỡi đi, Realme C3i đi, thì nó cũng không thể nào cạnh tranh được. Trời ạ, khi mà nhìn vào thiết bị này thì mình không thấy ruột rà nó đâu cả, ngoài một cái logo Samsung nó hiện to, thật to luôn. Cấu hình thì chắc chắn rồi, nó sẽ chạy trong tay là một con chip Snapdragon 450. Một con chip mà khi các bạn vào bên trong cái app AnTuTu này này, các bạn sẽ thấy rằng là thật sự là rất là hụt hẳn luôn. Đây, đánh bại 1% người dùng, bỏ ra một số tiền gần tới 4 triệu đồng nhưng mà các bạn có thể đánh bại được 1% người dùng, tức là cái mức cấu hình của bạn đang sử dụng ấy, nó chạm đáy rồi. Nó chạm đáy ở thời điểm hiện tại rồi, không thể nào mà có một cái mức cấu hình thấp hơn nữa cho một cái sản phẩm 4 triệu đồng như thế. Trời ơi, sao mình cảm thấy nó đau đầu thế nhờ. Và cái thao tác vuốt như thế này nó kiểu nó cứ bị sao ấy, kết hợp với lại cái phần màn hình TFT nữa thì nó cứ bị khẩn khẩn lát lát. Và chưa kể các bạn sẽ thấy rằng là đối với lại một sản phẩm thiết bị của Samsung ấy, thường nó cài đặt rất là nhiều cái thứ nhất là app của Google này, thứ hai là Spotify này, thứ ba là Netflix này, rồi thứ tư là gì ta, thứ tư là Zalo này, thứ năm là Zing MP3 này, Lazada này, tức là nó cài rất là nhiều cái app rác vào trong đây để nó giảm tối ưu được chi phí sản phẩm đó. Nhưng mà mức giá của nó vẫn là trên trời như thế, khoảng 3.6 triệu. Trời ơi, cảm giác mà mình review trên tay cái sản phẩm này thật sự nó rất là kiểu bị bức xúc các bạn à. Mình không thể nào chấp nhận một cái sản phẩm như thế này được. Không có một cái điểm gì mà được xem như là nổi bật và đáng tiền trên cái chiếc máy này cả. Cuối cùng thì về phần pin, con này nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Nhìn chung thì ok, phần pin mình cảm thấy được ngu ngoai phần nào, nhưng mà tổng thể thì cái chiếc máy này nó không đáng mua, mình nói thật sự là như thế luôn. Tất nhiên là bạn nào mua thì vẫn mua, nhưng mà cá nhân mình thấy mình không khuyên ai mua cái chiếc máy này cả. Và cá nhân bản thân mình thì khi mà mình thấy này thì mình sẽ né ra, tránh xa 100m, không bao giờ dám lại gần. Thật sự là phải làm video trên tay của bạn thì mình mới trên tay thôi, chứ mình không thể nào tưởng tượng được. Ok, đó là những thông tin mình muốn gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Nếu như bạn thì các bạn sẽ bỏ ra một số tiền gần 4 triệu đồng để mua một cái chiếc máy có những cái thông số kỹ thuật như thế hay không? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.